Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một video Minecraft mới của mình nha. Yeah. Ok, thì anh em ơi, hôm nay mình lại tiếp tục làm thêm một video Minecraft cho mấy bạn xem đây. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên là để lại cho mình một like, một share và nhấn vào nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình, giúp cho mình mau mau đạt lên được 1 triệu subscribe nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Cảm ơn. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu vào video nào mấy bạn ơi. Ok anh em ơi, thì anh em đọc cái tiêu đề của video hôm nay chắc là mấy bạn cũng biết được rằng là video hôm nay chúng ta sẽ làm về cái gì rồi đúng không? Thì đây các bạn xem đây, ở bên dưới chân mình nó đang có một cái rương. Thì mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, bên trong cái rương này nè anh em, nó có rất là nhiều những cái bình thuốc luôn. Và mấy bạn biết cái bình thuốc này là thuốc gì không? Thì những bạn nào mà không biết á thì mình xin giới thiệu luôn. Đây chính là những cái loại thuốc gây đột biến anh em ơi. Tại sao mình lại nói đây là thuốc gây đột biến? Là bởi vì á, cái loại thuốc này nè anh em, khi mà mấy bạn sử dụng nó đó, mấy bạn chọi vào trong một cái con quái vật hoặc là một con gì đó thì con đó ngay lập tức sẽ bị đột biến. Và nếu như mà may mắn á thì nó sẽ được đột biến thành công. Còn xui xẻo á thì cái con vật đó nó sẽ chết các bạn ơi. Chẳng hạn như là con bò sau lưng mình đi, các bạn xem nè. Mình lại cho các bạn xem nha. Chẳng hạn như con bò đi, mình muốn con bò đột biến đúng không? Mình sẽ chọi vào người con bò. Và ngay lập tức con bò sẽ bị đột biến. Đó, thấy không? Nó đang giật này, thấy không? Ồ, giật. Rồi. Wow, nó nổ banh xác luôn bạn ơi. Có nghĩa là sao? Có nghĩa rằng là con bò này không thể đột biến được. Và con bò nó đã chết rồi bạn ơi. Đó. Còn con nào mà nó đột biến được rồi đó thì nó sẽ trở nên gọi là một con quái vật cực kỳ kinh khủng luôn. Nghe ghê không? Nghe ghê không? Rồi mình sẽ thử test cho anh em xem nha. Thì trong đây mình có rất là nhiều thuốc nè. Với lại là có thêm bộ giáp kim cương nữa bạn ơi. Mình sẽ lấy ra cho bạn xem nha. Giáp kim cương, kiếm kim cương nè, cung tên, mũi tên và cả táo vàng nữa. Đó, mình sẽ mặc giáp kim cương vào. Sau đó là mình sẽ gọi là lấy kiếm qua đây, để cung qua đây và để táo vàng ở cuối. Đó, ok. Rồi, bây giờ trong đây nữa nè anh em, mình sẽ cho bạn xem đây. Trong đây có cả trứng của những con quái vật nữa. Chẳng hạn như là trứng zombie nè, trứng skeleton nè, trứng enderman và trứng creeper. Đó, những con quái vật mà nó có ở trong Minecraft mấy bạn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nó ra nha. Đây, lấy nó ra. Lấy thêm những cái thuốc đột biến đó anh em ơi. Mình sẽ lấy hết những cái thuốc đột biến này ra luôn. Lấy ra. Ok, full rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng với các bạn thí nghiệm gọi là chúng ta sẽ gọi là lai tạo ra những cái con quái vật gây đột biến nha anh em. Đó. Mình sẽ gọi là bỏ thử một con quái vật vào đây nha. Thì cái con đầu tiên mà mình nghĩ rằng mình sẽ gọi là cho nó gọi là bị gọi là đột biến á, mình nghĩ sẽ là con zombie đi. Ok, mình sẽ bỏ một con zombie vào trong đây. Đây, các bạn xem đây. Trong đây là có một con zombie nè. Đó. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái thuốc đột biến này nè anh em. Chúng ta sẽ chọi vào trong người con zombie nha. Chọi trong người đó. Chọi nè. Đó. Rồi các bạn thấy không? Con zombie nó đang bị đột biến nè, cho nên nó đang giật. Ui. Ui mấy bạn ơi, bạn xem kìa. Đó, bạn thấy gì chưa? Ui, con zombie nhìn nó cao to, cơ bắp lực lượng quá bạn ơi. Wow. Ui. Trời ơi, con này nó chỉ cần đập xuống dưới đất cái thôi là coi như là đất nước hết luôn bạn ơi. Ghê thiệt. Ui, nó đang gầm lên kìa. À, con này có bộ xịn nha. Ui, trời. Nó có thể chịu hồi ra được những con zombie con luôn bạn ơi. Ôi, không được rồi. Mình phải tiêu diệt nó ngay các bạn ơi. Không thôi là nó sẽ phá hủy luôn cái ngôi làng của mình mất. Mình phải ăn táo vàng vô được. Ăn vô. Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn tiêu diệt con zombie này nha các bạn. Ôi nó đang gầm lên, nó đang gầm lên, nó kêu đàn em của nó tới kìa bạn. Mày dám kêu đàn em mày tới? Mày kêu đàn em tới không mày? Lại đây mày. Ok, mình sẽ cùng với các bạn tiêu diệt con zombie khổng lồ rồi nha. Ui. Wow, con này mạnh quá. Ui trời. Con này cơ bắp sáu múi bạn ơi. Ây da, trời ơi. Mấy bạn ơi, con này mạnh quá. Nó đập mình một phát thôi mình văng lên trời luôn. Trời. Ôi con này xịn nha, Con này là không giỡn với nó được các bạn ơi. Trời. Ui, nó còn biết leo tường vô bên trong nữa kìa. Ngươi vậy? Để mình bắn nó mới được. Mày hả? Còn lâu mày mới đụng vô người tao được. Tao đứng đây nè, đụng người được. Ui. Ây da. Trời ơi bạn ơi, mình đứng ở ngoài thôi mà nó cũng quýnh mình được luôn. Con này coi bộ gọi là hơi bị mạnh luôn nha. Mày nè. Chết đi. Mày hả zombie? Ôi trời ơi, con này mạnh quá. Mày nè, mình sẽ chém mày. Mình sẽ gọi là liên hoàn chém mày bạn ơi. Mastercy. Ây da. Ây da.
Trời ơi, bởi đầu tôi rồi. Bởi đầu tôi các bạn ơi. Mất quá trời máu luôn. Ăn táo kiếp, ăn táo vàng vô, chém. Ui. Ây da, trời ơi, nó lại đập đầu mình xuống đất nó rồi. Mày nè, chém mày nè, tao chém. Ồ, chém liên tục. Mày chết đi. Chết queo các bạn ơi. Tưởng mạnh lắm ai về. Ủa kỳ vậy? Rõ ràng mình mới vừa giết nó được rồi mà. Ủa kỳ ta? Ủa chẳng lẽ con này có thể hồi sinh được hả? Ôi trời ơi, con này coi bộ gọi là muốn giết nó hơi bị khó nha các bạn nha, không phải dễ đâu. Ui, mày nè. Ui, bắn mày nè. Bắn. Ôi trời, không được rồi. Con này là hồi sinh được các bạn ơi. Không chừng là một tí nữa mình phải gọi là sử dụng súng đại bác mình mới giết được nó quá. Ây da, trời ơi, bởi đầu tôi rồi. Con này khỏe quá. Được rồi, bây giờ ta sẽ cho mày xem sức mạnh thực sự của Phong Cận TV đây. Ôi, Phong Cận Mastasi Yasuo chém. Ok. Mình đã thành công rồi các bạn ơi. Mình chém nó chết queo luôn rồi. Trời, mình mạnh quá ta. Ủa khoan, từ, hình như nó làm rơi ra cái gì nè các bạn ơi. Để mình lượm coi. Ủa cái này là cái gì vậy? Hết hammer hả? Cây búa hả? Wow, một cây búa của con zombie các bạn ơi. Chính sức tấn công luôn các bạn ơi. Wow, có nghĩa là cây này nó mạnh hơn cái kiếm kim cương luôn hả? Wow. Mình mới vừa giết con zombie và con zombie nó làm rơi ra một cây búa bạn ơi. Và cây búa này nó mạnh hơn cả kiếm kim cương luôn. Ghê vậy? Để mình xem coi. Ui. Wow. Trời ơi bạn ơi, cây búa này nha các bạn. Mấy bạn đập xuống dưới đất á là đất nó sẽ nứt ra luôn bạn ơi. Wow, cây búa này coi bộ hơi bị xịn nha. Đập nè. Wow, xịn quá. Chà, một cây búa rất là xịn luôn bạn ơi. Mình hiểu rồi bạn ơi, hồi nãy á con zombie nó đánh mình mà làm cho nứt đất luôn á, hóa ra là nhờ cây búa này bạn ơi. Cây búa này đập xuống đất cái thôi là nứt đất luôn nè. Đó, ghê chưa. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với con quái vật tiếp theo nha anh em. Mà mình nghĩ rằng là con tiếp theo mình sẽ sử dụng chắc là sẽ là con skeleton đó bạn ơi. Cái con mà bắn cung á. Ok, mình sẽ lấy một bình thuốc đột biến nè. Mình đặt con skeleton ra rồi mình chọi cho nó bình thuốc. Ê, chọi hụt ơi. Mình chọi lại mới được. Mình đừng bắn tao chứ, tao đột biến cho. Nè, chọi nè. Đó. Ok, mình đã chọi chúng nó rồi. Để xem coi. Nó có đột biến được không? Ui. Wow. Ui cha. Wow. Hóa ra skeleton khi mà nó đột biến là nó bự vậy luôn hả? Wow. Ui nó nhảy lên trời kìa. Ui à. Trời ơi, từ nãy giờ mình lo mình ngắm nó sao nó bắn mình quá trời luôn anh em ơi. Trời, con này láo thiệt chứ. Ơi nhưng mà mấy bạn có công nhận với mình không là con skeleton này nhìn đúng đẹp luôn á. Wow. Ủa trời, nó bắn mình nãy giờ à. Mày dám bắn tao hả? Được rồi, bây giờ tao mày sẽ solo bắn cung để coi hàng nào bắn mạnh hơn. Mày nè, mày dám bắn tao hả? Mày nghĩ rằng là mày có thể đấu lại với YouTuber Phong Cận TV hả? Mày nè, mày có biết tao là YouTuber gần triệu subscribe không? mày chết nè. Ây da, trời. Con này mình bắn cung không lại nó bạn ơi. Con này cái mũi tên của nó bắn đầu quá. Ôi, không được rồi. Ăn táo vàng vô mới được. Ôi, bây giờ mình nghĩ rằng mình sẽ sử dụng kiếm kim cương để đấu với nó. Ê, mày nè. Ôi, con này nó cứ nhảy lên trời hoài à. Mày nè. Ây da, nó quýnh mình. Mày thôi. Ui, nó mới tán mình đó bạn ơi. Nó dám tán mình kìa. Mày nè. Tao tán mày nè. Wow. Tính ra là con này nó cũng yếu bạn ơi. Con này nó không được mạnh lắm. Mình mới đánh có tí xíu thôi mà nó chết queo luôn. Nó banh xác luôn bạn ơi. Mình tính ra là mình chỉ mới dùng kiếm kim cương chém nó vài cái thôi đó. Nhưng mà con này, con skeleton này khi mà nó đột biến á bạn, mà nó mà chết á thì nó sẽ văng xương tùm lum la luôn bạn xem nè. Xương của nó văng tùm lum luôn mà, thấy không? Chỗ này cục nè, hả? Con này là gì đây? Hình như cái này là cái đầu của nó phải không? Ui, mình lượm được nè bạn. Ơi bạn ơi, cái này chính là cái đầu của con xương hồi nãy nè. Ui, tính ra là mình giết nó xong mình lượm được cái đầu của nó luôn bạn ơi. Wow, hồi nãy mình thấy cái đầu nó to lắm mà sao giờ cái đầu nó có chút ác à. ok được rồi. Vậy là coi như mình đã chiến đấu và mình đã giết được thêm một con quái vật đột biến nữa các bạn ơi. Đó chính là con skeleton nha. Đó, con quái vật xương á. Ơi, mình lượm xương của nó được nè. Ơi, mình lượm được nè các bạn. Ok, mình sẽ lượm xương của nó mình đem đi bán da chai các bạn ơi. Xương của con này chắc bán da chai chắc cũng được 10.000. Ok, lượm vô hết nào. Rồi, thôi nè, trả cho mày nè. Trời ơi, tưởng mạnh lắm ai về chém có vài cái chết queo luôn các bạn ơi. Rồi,
Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với con tiếp theo nha mấy bạn nha. Mà con tiếp theo mình nghĩ rằng sẽ là con Creeper đi các bạn. Hôm nay mình nghĩ rằng là mình sẽ làm về ba con thôi các bạn ơi. Bởi vì là con Enderman á thì mình thấy gọi là con này gọi là một cái con mình nghĩ rằng là nó sẽ dịch chuyển rất là nhiều cho nên mình sẽ không quay được. Mình nghĩ rằng mình sẽ sử dụng con Creeper nè, con người xương với lại là con zombie thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với Creeper nha. Mình sẽ đặt Creeper ở đây. Đó. Nè. Đây chính là con Creeper bình thường của chúng ta đây các bạn thấy. Đó, một con Creeper cực kỳ bình thường luôn. Mình sẽ lấy thuốc đột biến nè, mình chọi vô người đó nha. Chọi nè. Rồi, đột biến đi. Ôi, wow mấy bạn ơi. Ui, con Creeper từ một con bé tí tẹo giờ to đùng luôn các bạn, bạn coi nè. Wow, ui, cái gì kia. Ây da, ui, ây da, trời. Ôi mấy bạn ơi, con Creeper này nó biết đẻ con nha. Nó đẻ ra mấy con Creeper bé 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 nhỏ nhỏ, xong nó nhào dí theo mình, nó nổ kìa đó, bạn thấy không? Có mấy con Creeper nhỏ nhỏ kìa thấy không? Đó nó đang chạy theo mình nè. Ui ấy da. Ôi té hiếu, té rồi. Ui chạy. Ui, mẹ em ơi tha cho anh. Ui. Ui ấy da, trời. Ui chạy. Ui em ơi đừng nổ em ơi, đừng nổ. Ui từ, mình phải tìm chỗ mình chạy bạn ơi. Hey. Chạy. Ok chạy được rồi. Trốn luôn anh em ơi, trốn. Ấy da. Ui, không trốn được rồi. Con Creeper này nó biết nhảy anh em ơi. Ây da, trời ơi. Rồi xong, nó nhảy sao nổ cái rương của mình rồi. Ui, trời ơi. Con Creeper này á bạn, mỗi lần mà nó nhảy lên trời xong nó nhảy xuống dưới đất á ha, là nó sẽ ngay lập tức phát nổ. Ui, ây da, trời thấy không, nó nổ nè. Mà nó còn đẻ ra những con Creeper con nữa bạn xem nè. Đó, con Creeper con này bọn nó sẽ đuổi theo chúng ta nè. Chết đi, mình sẽ dùng cây búa của con zombie mình giết bọn nó. Chết đi. Búa zombie nè, bạn không biết sợ không? Chết nè, ok rồi. Mình nghĩ rằng là mình phải ngay lập tức tiêu diệt con Creeper này thôi. Không thôi á, là cái ngôi làng của mình là banh chành luôn các bạn. Mình phải tiêu diệt con Creeper mới được. Nhưng trước tiên phải tiêu diệt mấy con nhỏ rồi đã. Ok, tiêu diệt con nhỏ, mày nè. Mày nè, ok rồi. Creeper đâu? À đây, nó đây. Mày á, mày nè Creeper. Mày nè, ây da. Trời, con này nó nhảy liên tục à. Khó quá à. Ui. Ủa, ây da. Ôi. Ui, đừng nha, cái này là nhà của dịch đó. Đừng. Rồi xong luôn. Rồi xong mấy bạn ơi, nó nổ nhà của dịch luôn rồi. Tí nó ông dịch ông vô ông giết mình chết luôn á. Ồ. Rồi mình phải giết con Creeper này ngay lập tức thôi. Mày nè. Creeper nè. Đâu rồi? Creeper hả? Tao solo mày luôn nè Creeper. Nhảy xuống đây. Ây da. Ôi hết rồi. Ăn táo kim cương vô. Ăn táo vàng vô. Chạy mấy bạn ơi, con này kinh khủng quá. Mày nè. Ủa, sao mình quýnh nó không được. Mày nè. Hình như là nó đang làm gì đó hay sao á. Tự nhiên nào nó đứng im. Ây da. Mày chết. Mày Creeper hả? Đúng thật là con Creeper thì con bị ghét nhất trong Minecraft mấy bạn ơi. Con này mình thấy nó bắt đầu mình thấy ghét nó rồi đó. Con này nó nổ banh chành hết cái ngôi làng của mình rồi. Mày á. Mày dám hút tao. Mày nè. Mày chết đi. Ui, nó đang bị gì đây? Nó chết rồi bạn ơi. Trời ơi trời. Con Creeper này kinh khủng quá. Mình thật là sai lầm khi mà mình triệu hồi con Creeper này ra các bạn. Con này nó nổ banh luôn cái ngôi làng của mình luôn rồi. Ủa rồi con này là gì đây? Ủa cái này là gì đây? Hình như cái này là cái trứng của nó bạn ơi. Mình phải ngay lập tức tiêu hủy mới được. Đập nó ra. Ok. Rồi nó rơi ra cái gì nè. Cái này là gì vậy? Thôi nhưng mà không sao. Hình như là mỗi lần con Creeper mà nó chết đó bạn, thì nó sẽ đẻ ra một cái quả trứng. Và cái quả trứng này sẽ tiếp tục đổ ra thêm một con Creeper y hệt như nó luôn. Cho nên là mình phải tiêu diệt ngay lập tức đó bạn ơi. Các bạn xem nè. Trời ơi, ngôi làng của tôi giờ chỗ nào cũng lủng từng lỗ, một lỗ, một lỗ luôn. Rồi nhà của anh Dịch nữa bạn xem nè. Nhà anh Dịch cũng bị banh lên một bên cửa sổ rồi. Tí nó không vô, ông giết mình luôn các bạn. Ôi thật là sai lầm khi mà triệu hồi con Creeper luôn á. Thôi ok, mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây để mình còn sửa lại ngôi làng nữa. Không thôi là dịch giết mình luôn á bạn ơi. Trời ơi trời. Và mấy bạn thấy là con quái vật đột biến nào trong cái gọi là video hôm nay, gọi là con nào là con mạnh nhất, thì các bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha. Mấy bạn chọn zombie hay là chọn skeleton hay là chọn Creeper thì các bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha anh em.
Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là mình phải kết thúc video tại đây đây. Banh hết map của mình rồi. Ok, bye bye. Và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.